17 Ngày thứ 17. Đương nhiên là được. Nguyên văn là đương nhiên có thể ạ. Tăng rán khứ ý 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 ạ. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương. 我是潘垂阳. Bạn của chị Triệu. 赵姐姐的朋友. Cũng vậy. 也是. Còn phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 还请你多多帮助. Mình thấy. 我看. Biết nói tiếng Việt không? 会说越南语吗? Một hai câu thôi. 一两句而已. Dạy mình. Giáo我.